bắt đầu đã rục rịch lồng đèn. Chào anh. Đó, Doraemon, Pikachu. Ở đây có khu vực chợ Đại Quang Minh rồi anh chị. Đó, lồng đèn trung thu bán rồi. Các cái... ở đây là con đường Phú Định hay sao, chứ không phải là con hẻm, đường Phú Định anh chị. Đó, bình thường em rất là ít đi luôn, hôm nay tới mùa trung thu thì mới đi một chút con đường này đó, chạy ra. Một cái đám tang rất là dài anh chị. Dạ, Sài Gòn hôm nay mến chào cô bác anh chị và các bạn. Bây giờ là 11 giờ trưa rồi anh chị, ngày 12 tháng 7 năm 2022. Em đang đứng trên con đường Hồng Bàng, khu vực này là phường 14 quận 5. Bên trái của em là Thuận Kiều Plaza về chợ Tân Thành đó anh chị. Ngày hôm nay nó có tên là Garden Mall. Và đi thẳng cái hướng này thì anh chị sẽ đi xuống đường Nguyễn Tri Phương về chợ An Đông và về trung tâm Sài Gòn, quận nhất anh chị ha. Và em cũng xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn có một ngày bình an và nhiều sức khỏe, cùng với em đi dạo phố khu vực chợ lớn trong các clip này. Thời tiết hôm nay thì nhiều mây, cũng có nắng nhẹ thôi anh chị, như thế này, và cũng có một chút gió mát. Ở đây thì bên phải em là cái khu nhà cũ của người Hoa. Người ta bán rất là nhiều cái bức tranh treo tường với những cái câu khắc ý nghĩa đó, ví dụ như là an khang thịnh vượng, rồi tấn tài tấn lộc, rồi kiểu như là vạn sự như ý đó anh chị, những cái câu cái bức tranh treo tường. Bây giờ thì chắc là em mời cô bác anh chị cùng với em chạy về con đường Lương Nhự Học anh chị, phố lồng đèn của khu vực chợ lớn. Nhắc tới phố lồng đèn thì chúng ta nghĩ ngay về trung thu. Bên phải của em ở đây là con đường Phùng Hưng, có cái chợ Phùng Hưng hay người ta gọi là chợ thủ đô đó. Phía trước đây là ngã tư giữa cái con đường Châu Văn Liêm và Hồng Bàng. Bên phải là Châu Văn Liêm, Tổng đốc Phương năm xưa đi về Bưu Điện. Bên trái là con đường Thuận Kiều chạy về bệnh viện Chợ Rẫy, trên con đường Nguyễn Chí Thanh anh chị ha, ngày xưa là Trần Hoàng Quân. Em sẽ đi tới con đường Lương Nhự Học và mời cô bác anh chị dạo phố, cập nhật một chút cái hình ảnh của cái phố lồng đèn. Sau đó thì em chạy về con đường Hải Thượng Lãng Ông, tức là cổng tử năm xưa đó. Phố xá Chợ Lớn một cái ngày bình thường thì nó rất là nhộn nhịp, hình ảnh người đi giao hàng, các cái xe chở hàng nó rất là nhộn nhịp trên các cái nẻo đường của khu vực chợ lớn thưa anh chị. Và bây giờ thì cũng chỉ mới có 11 giờ thôi, cũng không có quá là trưa. Ở khu vực chợ lớn vẫn còn rất là nhộn nhịp, chưa có đi nghỉ đâu anh chị. Đường Hồng Bàng, ngày xưa thì nó có một cái đường ray xe lửa đó anh chị, chính giữa con lương đó, bên trái của em đây. Bên trái của em ngay góc này còn có ngôi trường Hồng Bàng đó anh chị. Vẫn là cái kiến trúc như vậy, vẫn là cái bức tường như vậy, được sơn lại cái màu vàng nó nổi bật hơn. Và đây là con đường Lương Nhự Học. Bên mé tay phải của em. Mời cô bác anh chị quẹo phải về con đường Lương Nhự Học. Năm ngoái thì không có tổ chức Tết Trung Thu, năm trước nữa thì cũng có, rất là năm 2020 đó, Trung Thu năm 2020 đó là có tổ chức anh chị. Con đường khá là đông đúc và nhộn nhịp. Đây là con đường Ký Hòa bên trái của em nè, cái phố Lương Nhự Học đó, người ta bán đầu lân, áo bà, một vài cái quán cơm ở đây. Con đường này là một chiều anh chị ha, chúng ta chạy thẳng về con đường Hải Thượng Lãng Ông, tức là cổng tử năm xưa đó.
lâu lâu em mới có dịp chạy trên cái con đường Lương Dự Học này. Bình thường rất là ít khi đi. Ở đây thì người ta bán chủ yếu đầu lân, vào mùa trung thu thì bán lồng đèn. Ở bên tay phải của em ở đây là con đường Lão Tử anh chị, có chùa hội quán Ôn Lăng đó. À, chạy bên phải thì anh chị đi ra tới đường Châu Văn Liêm, Tổng Đốc Phương. À, tới mùa trung thu thì con phố này cấm xe máy, buổi tối có cái phố đi bộ, phố lồng đèn. Ở đây rất là nhộn nhịp, nhiều quán ăn. Đối với khu vực chợ lớn mà vào mùa trung thu thì cái con đường này nó chưa có nhộn nhịp bằng con đường Hải Thượng Lãng Ông đâu anh chị. Đường Hải Thượng Lãng Ông tức là Khổng Tử năm xưa đó, nó là một cái con đường bán rất là nhiều lồng đèn vào mỗi mùa trung thu. Ở đây thì người ta bán chủ yếu là đầu lân và các cái áo, áo khoan, áo bà chứ anh chị. Còn lồng đèn ở đây bán không có nhiều bằng cái khu Hải Thượng Lãng Ông đâu. Ở đây là con đường Nguyễn Trãi nè anh chị, giao với Lương Dự Học ha. Bên trái anh chị chạy về cả 6 khu động ngày hôm nay trên con đường Võ Tánh cũ đó, trung tâm Sài Gòn. Có một vài khu nhà người ta cũng treo một số cái lồng đèn, đó đa số là đầu lân, lồng đèn thì làm bằng vải, bằng giấy. Ở đây thì người ta rất là bán rất là ít cái lồng đèn điện tử anh chị. Phố ở đây thì còn là cái phố Thước Bắc. À, con hẻm bên trái của em này, con hẻm bên trái của em nó là cái con hẻm mà tới cái mùa trung thu đó, đêm trung thu đó, đây là mấy cái con hẻm người ta kinh doanh buôn bán các cái đồ ăn, rồi rất là nhiều cái nơi để chụp hình check in của các bạn trẻ. Ngày hôm nay con hẻm này là 8-5 Phú Định ha. À, đây là con đường Phú Định hay sao chứ không phải là con hẻm đường Phú Định anh chị. Bình thường em rất là ít đi luôn, hôm nay tới mùa trung thu thì mới đi một chút con đường này đó. Chạy ra phía sau này đây là Nguyễn An anh chị ha. Bên phải thì chúng ta quẹo ra đường Trần Hưng Đạo đó. Ở đây có cái chung cư cũ này. Bên trái thì ra Nguyễn Trãi, và ở đây thì người ta không có cho quẹo trái rồi, Nguyễn Trãi không có quẹo trái được. Em quẹo trái một đoạn trên con đường Nguyễn Án này anh chị ha. Con đường này em cũng rất là ít đi ha. Và nó có nhiều cái khu nhà cổ lắm. Đây này, bên trái em ở đây cũng có một khu nhà cổ nè, nhà thuốc y học cổ truyền. Đó, đây là con đường Nguyễn Trãi rồi anh chị. Bên kia đâm thẳng qua cũng có một cái khu nhà rất là cổ xưa đó. Về chợ lớn thì nhà cũ bao la. Rồi em quẹo trái anh chị đi ngược lại nha. Em quay đầu đi ngược lại chạy ra con đường Phú Định để đi về lại con đường Lương Dự Học. Vào đây gió lộng, gió nó lộng, nó cuốn rất là nhiều anh chị. Chợ lớn một ngày gió lộng. Đó, con đường này là con đường Phú Định. Đây người ta đang xây nhà, đang rút các cái dàn giáo sắt đi. Hồi giờ em mới biết đây là con đường Phú Định đấy. Hồi giờ em cứ tưởng là một con hẻm, nhưng mà tới mùa trung thu thì nhiên cái nó khác lắm anh chị. Rồi em bỏ trái con đường Lương Dự Học anh chị ha. Đó, lồng đèn đó anh chị thấy không, lồng đèn giấy, lồng đèn điện tử, rồi các cái mặt ong địa đầu lân. Trung thu thì tới tháng 9 mới trung thu anh chị, đầu tháng 9 như đâu khoảng ngày 9 ngày 10 gì đó là trung thu, tính ra bây giờ cũng còn tới 2 tháng nữa. Nhưng mà một số nơi đã rục rịch rồi, bán lồng đèn rồi. Bên phải em con đường Đồng Thánh Trần Hưng Đạo này chạy về nhà thờ Cha Tam anh chị. Ở đây là cái phố Thuốc Bắc, phố Hồng Kông bán thuốc bắc. Về đây nghe cái mùi thuốc rất là thơm anh chị, rất là nhiều cái vị thuốc thơm thơm the the mà mình có thể ngửi được luôn á.
rất là nhiều nhà xưa, nhà cũ ở đây. Ồ, ở bên kia có một cái như một cái đám tang của người Hoa. Không biết là có lớn hay không, người như thế nào, nhưng mà đi dọc đường có vẻ rất là lớn anh chị. Một đoàn người. Theo cái tư liệu ngày xưa thì có những cái đám tang của người Hoa. Có những cái đám tang của người Hoa rất là lớn. Em ở quẹo trái nha. À, bọc ngược thì chúng ta lên cầu Chà Và, còn đi thẳng qua Bùng Binh, Phan Đình Phùng thì chúng ta đi về con đường Hải Thượng Lãng Ông. Chút xíu nữa em hẹn cô bác anh chị ở con đường Hải Thượng Lãng Ông để cập nhật cái tình hình trung thu. À, và bây giờ thì em lướt qua một chút cái khu vực tắm tan của một người Hoa, và con cũng xin phép được lướt qua ghi lại một chút hình ảnh gửi đến cô bác anh chị. Xin phép người quá cố. Hướng này là chúng ta đi con đường Hải Thượng Lãng Ông, đi ra Võ Văn Kiệt đây anh chị. Hải Thượng Lãng Ông ngày xưa là Khổng Tử đây. Một cái đám tang rất là dài anh chị. Và con cũng gửi lời xin phép tới cô bác ở đây, ghi lại một vài cái hình ảnh. Xe người ta cũng chạy tầm lưng. Xin chị ha, một vài cái hình ảnh như vậy thôi. À, xem lại những cái tư liệu ngày xưa, những cái hình ảnh trắng đen đó, những cái tấm tang ở người Hoa thì rất là lớn. Rồi, bây giờ chắc là em sẽ mời cô bác anh chị đi lên con đường Hải Thượng Lãng Ông, ngược về phía bến xe bến Chợ Lớn để chúng ta cập nhật cái phố Lồng Đèn. Đây có một cái ngôi nhà cũ ngày xưa nè. Con đường này ở đây là con đường mà Tiểu Văn Phục thưa anh chị. Người ta cũng dừng lại rồi. Ê, rớt rồi. Trắng xóa cả một vùng. Xe rác to quá anh chị. Bên này là trường Thăng Long. Về Chợ Lớn là như vậy, lúc nào cũng nhộn nhịp sầm uất từ xưa tới bây giờ rồi anh chị. Rồi, đường Lương Dự Học ở đây thì cái phố Thuốc Bắc đó, cho nên là cứ đi qua đi lại là em cứ nghe mùi thôi. Bên trái là cầu Chà Và về chợ Sóng Củi anh chị ha. Và em băng qua khu vực Bùng Binh phía trước bưu điện. Mời anh chị đi dạo dạo trên con phố Hải Thượng Lãng Ông, tức là Khổng Tử năm xưa đó. Bên phải ở đây là con đường Châu Văn Liêm để chúng ta chạy về
bên phải là con đường Hồng Bàng đi qua Thuận Kiều. 11 giờ 15 20 gì đó, nhưng mà giờ này vẫn rất là đông thưa anh chị, đông nghẹt. Đối với con đường Hải Thượng Lãn Ông bắt đầu từ cái đoạn này trở đi nè, thì tới mùa khoảng tháng 8 trở đi là rất là nhộn nhịp, náo nhiệt, và cũng là cái mùa làm ăn của các tiểu thương ở đây anh chị. Họ bán từ khoảng bây giờ rồi đó, là bác lục lịch bán trung thu cho tới Tết luôn anh chị, Tết ta luôn, Tết Tây, Tết ta, Noel là bao xô khu vực này. Năm nào cũng thế, năm nào cũng vậy, nó rất là đẹp và rất là nhộn nhịp. Lâu dần nó trở thành một cái vị trí mà nhiều bạn trẻ về đây chụp hình check in, chứ không phải là chỉ để đi mua sắm nữa. Đó, bắt đầu ở ngay cái vị trí này anh chị ha. Phố Hải Thượng Lãn Ông, phố Lồng Đèn. Một số cái lồng đèn ở đây người ta đã treo phán rồi anh chị. Bắt đầu đã rục rịch lồng đèn. Chào anh. Đó, Doraemon, Pikachu. Ở đây có khu vực chợ Đại Quang Minh rồi anh chị. Đó, lồng đèn trung thu bán rồi. Các cái có con công rất là đẹp, con công con phượng rất là đẹp. Đó, lễ đính hôn rồi tiệc cưới rục rịch ở đây anh chị nè, hoa cưới nữa nè. Đó, anh chị thấy không? Đó, lồng đèn nè, bán rồi đó. Đó, bên này cũng vậy nè. Bình thường thì từ sau Tết ta đó, thì tới những cái tháng này khu phố này nó khá là buồn á, không có nhiều cái thời điểm để kinh doanh buôn bán. Bắt đầu từ khoảng tháng 8 là tháng 7, giữa tháng 7 như hôm nay trở đi là bắt đầu sẽ rất là nhộn nhịp rồi. Từ từ người ta sẽ bán rồi. Đây là con đường Tống Duy Tân, khu vực chợ Đại Quang Minh, nguyên phụ liệu ngành may mặc đó. Hôm trước em có ghi lại cái cảnh mà bà con tiểu thương ở đây phản đối tăng giá mặt bằng thuê đó. Đây, lồng đèn đây nè anh chị, bằng giấy rồi bằng điện tử các loại ha. Ngày xưa thì hầu như là không có nhiều cái chọn lựa như bây giờ. Bây giờ thì quá trời chọn lựa luôn. Đây là con đường Phùng Hưng đó anh chị. Bên trái là anh chị quẹo Phùng Hưng đi về cái khu vực tỉnh Hoài Đức, ngay chỗ cái cầu Ba Cặn năm xưa đó. Còn bên phải Phùng Hưng đây thì anh chị chạy về Nguyễn Trãi và chợ Phùng Hưng. Trời Sài Gòn tí xíu nữa thì chừng sẽ mưa. Rồi bên phải em đây thì có một cái ngôi chùa rất là cổ của người Hoa này. Đó, ngôi đền ngôi chùa được mới được tu sửa lại, sơn sửa lại. Khu di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia chùa Ông Bổn. Đây nè anh chị, có cái bảng chùa Ông Bổn, hội quán nhị phủ chùa Ông Bổn, di tích lịch sử cấp quốc gia rồi đó anh chị. Rồi bây giờ em mời cô bác anh chị chúng ta chạy từ từ lên cái đoạn phía trên này anh chị ha. Trường ở đây có trường Trần Bội Cơ này. Khu vực này là đường Hải Thượng Lãn Ông chuẩn bị nối với lại đường Trang Tử. Đó, Hải Thượng Lãn Ông này anh chị ha. Người ta bán đồ ở đây rất là nhiều. Mấy cái thảm, mấy cái bàn. Ở đây là con đường Đỗ Ngọc Thạnh nè anh chị. Về đây thì lúc nào cũng thế thôi. Anh chị thấy là người ta hay chặn mình lại để người ta hỏi mua gì á. Thì
hồi xưa mới đi về đây á, thì thấy á, cũng rất là lạ anh chị, lấy ngại lắm, nhưng mà bây giờ riết nó cũng quen. Người ta buôn bán mà, buôn bán thời buổi khó khăn thì phải vậy thôi. Mình không mua thì cứ lặng lặng mà đi anh chị. Chứ ngày xưa về đây em ngại lắm, cứ chạy ngang á, người ta cứ quắt mình, người ta chặn mình lại á, rồi mình cứ phân bua giải thích riết rồi cũng đuối luôn. Bây giờ thì quen rồi, mình lắc đầu một cái là người ta biết mình không mua thôi. Ngay chỗ này đi lên là Trang Tử rồi anh chị, Trang Tử rồi ha. Hôm bữa có một bác khán giả có hỏi nè, Trang Tử ngày hôm nay này nó vẫn là Trang Tử thôi anh chị, không có thay đổi gì. Chạy về phía trước là Lê Quang Sung, còn tức là Trương Tấn Bửu năm xưa đó. Còn bên phải ở đây là Trang Tử chạy nhập về đường Trần Chánh Chiếu, Sóng Vôi, có cái chợ sát bên hông của bến xe Chợ Lớn đó anh chị, Trang Tử đó. Thì ở cái khu vực này nè, em mời có bác anh chị quẹo ngược lại nha. Chúng ta chạy cái hướng Hải Thượng Lạng Ông đi ngược về Bùng Binh, Bùng Binh Phan Đình Phùng. Ở đây là Trương Tấn Bửu rồi, Trương Tấn Bửu cũ đó, ngày nay là Lê Quang Sung. Em quẹo con đường này là con đường hình như là Ngô Nhân Tịnh đó, Ngô Nhân Tịnh. Con đường Ngô Nhân Tịnh này bắt đầu người ta cũng bán lồng đèn nhiều lắm anh chị nha. Này, em đi thẳng một đoạn Ngô Nhân Tịnh ha, xuống Phan Văn Khỏe, đầu lân rồi bắt đầu người ta cũng bán rồi. Ủa đèn đỏ, ủa đèn đỏ này xanh vậy? Ủa mình đi mà. Ở đây đây người ta bán lồng đèn, qua trời lồng đèn luôn nè anh chị, lồng đèn giấy đó, đồ chơi rồi đó, bắt đầu rục rịch rồi. Khu này đồ chơi em bé rất là nhiều. Về đây em lại ghiền mua đồ chơi nữa. Con đường Ngô Nhân Tịnh này cũng nhộn nhịp, có náo nhiệt của anh chị ha, xe tải xe đồ lên xuống hàng rất là đông luôn á. Ra phía sau này thì chúng ta có cái con đường Phan Văn Khỏe, ngay chỗ cái kênh Hàng Bàn cũ đó anh chị. Bây giờ thì đã làm công viên, ngày xưa là con kênh, xong rồi lấp lại xong rồi giờ đào ra, ngập quá phải đào ra thôi. Con đường Phan Văn Khỏe đây ngày xưa là Nguyễn Văn Thành đó. Phía bên hông chợ Kim Biên đó anh chị. Em quẹo ngược lại đây, đi ra con đường Hải Thượng Lạng Ông, đi xuống lại cái khu Bùng Binh, phía trước tượng Phan Đình Phùng đó. Gió quá, ở đây có mấy cái chung cư đó, nó luồn gió rất là mạnh anh chị. Hôm nay thì chủ yếu mời cô bác anh chị đi dạo ở trên con đường Hải Thượng Lạng Ông, tức là Khổng Tử năm xưa. Bây giờ ba mẹ em ở đây vẫn gọi cái con đường này là đường Khổng Tử thôi anh chị. Hình như là cũng không để ý nó đổi tên là Hải Thượng Lạng Ông khi nào, bởi vì ngày xưa hay đi, còn bây giờ thì không đi nữa, thành ra là không biết nó đổi tên rồi luôn. Vẫn gọi là Khổng Tử không à, quen như vậy. Và một vài cô bác lớn tuổi ngày xưa cũng vậy, mặc dù biết người ta vẫn gọi cái tên Khổng Tử thôi, chứ không ai, ít người gọi là Hải Thượng Lạng Ông lắm. Nhưng mà đối với các bạn trẻ ngày hôm nay thì cũng ít ai biết đây là đường Khổng Tử anh chị. Đầu lân, đèn ngày xưa tới mỗi cái mùa chuẩn bị như thế này là vui lắm. Ở trong xóm đó bắt đầu là đi gom lon sữa bò làm cái đèn trung thu, đẩy lon á anh chị, với lại cái căm xe đạp đó. Căm xe đạp một nè, rồi lon sữa bò là hai nè, thứ ba nữa là các cái lon Coca, Pepsi đó, cắt xong rồi
dẹp nó lại cho nó thành cái lồng lồng gắn nến vô. Tối tối là mấy đứa trẻ trong xóm, trong đó có em và anh chị hai, là cứ đẩy khắp xóm vui lắm, bắt đầu làm lồng đèn rất là vui. Đây là con đường Gò Công nè anh chị, bên phải chúng ta chạy qua cũng qua bến Bãi Sậy với lại đường Phan Văn Khoải ngày hôm nay. Chúng ta đi ngang chợ Kim Biên ngay cái đoạn này, chợ lớn đó, nó là như thế, cứ mỗi khi đi về cảm giác nó lại rất là nhộn nhịp. Mặc dù là nó vẫn như thế này thôi, tuy nhiên thì mỗi mùa nó mang một cái màu sắc khác nhau, một cái sự náo nhiệt khác nhau, một cái cảm xúc nó cũng khác nhau luôn anh chị. Ví dụ như mùa Noel thì chúng ta lại mang một cái cảm xúc nó khác, rồi cái mùa Trung Thu này nó cũng lại khác. Đây là chợ Kim Biên bên phải của em đó, và đường ở đây là đường Vạn Tượng và đường Kim Biên luôn anh chị. Khu này thì bắt đầu chúng ta lại đi xuống cái phố lồng đèn của Hải Thượng Lãng Ông. Tất nhiên ở đây nó không có chết danh đâu, ở chợ lớn chết danh đó là con đường Lương Dự Học, phố lồng đèn đó. Còn ở đây thì cứ tới Noel thì họ bán đồ Noel, rồi Tết thì họ bán đồ Tết. Anh chị ha, bắt đầu rục rịch buôn bán. Những cái lồng đèn này là cũ rồi, năm ngoái tới giờ treo nó bạc màu, mai mốt tới gần tới Trung Thu người ta treo những cái lồng đèn mới lên, nó nổi bật lắm anh chị. Đó. Trung Thu ngày hôm nay thì trẻ em đi chơi ít mà người lớn đi chơi nhiều. Đi ngang cái nhìn thấy mấy chiếc xe hơi đồ nhựa là lại ghiền muốn ghé vào mua. Trời có vẻ như sắp mưa đó anh chị. Đúng là chợ lớn, về đây cái gì cũng có anh chị, không có cái gì mà không có, ngộ lắm, giá nào cũng có luôn, bán sỉ bán lẻ. Đây là đường Nguyễn An Khương, bắt đầu người ta cũng sửa sang làm mái quay lại để chuẩn bị cái buôn bán vô cái mùa tháng 8 này, rồi là bắt đầu tại chợ lớn náo nhiệt lắm. Bên mé bên phải của em đường Hải Thượng Lãng Ông này chưa có bán đèn Trung Thu nhiều, chứ bên trái của em cái hướng ngược lại đó thì rất là nhộn nhịp rồi. Đó, ở đây thì chúng ta có cái bồng binh, phía trước chợ, phía trước bưu điện. Ở đây đèn đỏ là không có cái bảng cho xe máy đi thẳng hoặc quẹo phải, nhưng mà đa số người ta cứ quẹo anh chị, và nhiều khi người ta còn quay lại người ta chửi mình đó. Ngộ lắm, người ta đi sai nhưng mà nhiều khi mình bị chửi, riết rồi cũng quen anh chị. Bên phải thì chúng ta chạy lên cầu Trà Và anh chị ha, ở bên trái thì chúng ta đi theo cái hướng này ra đường Võ Văn Kiệt đó, đường theo cái hướng con đường Hải Thượng Lãng Ông Khổng Tử. Đây lúc nãy là em có đi theo cái đoàn xe tang đó một đoạn đó, chạy ra tới Võ Văn Kiệt là nơi giao giữa cái bến Hàm Tử và bến Lê Văn Liêm. Đoạn này em chạy nhanh một chút anh chị, xe người ta qua trái qua phải rất là nhiều, thành ra là mình không có chạy chậm hơn được. Ở đây thì em quẹo trái vào con đường Triệu Văn Phục,
chạy ra hướng Hồng Bàng đó anh chị. Đó, phố này thì vẫn là phố thuốc bắc. Trời ơi, nghe cái mùi nó thơm gì đâu luôn anh chị, em rất là ghiền cái mùi này. Ở khu vực ở Sài Gòn mình bây giờ ngày hôm nay có những cái quán lẩu anh chị, quán lẩu người ta nấu theo các cái vị thuốc bắc, nó rất là thơm, bồi bổ đó. Đây là con đường Trần Hưng Đạo, ngày xưa là Đồng Thánh đây anh chị ha, rất là nhộn nhịp luôn. Con đường này bây giờ người ta tháo những cái đoạn lô cốt này ra, nhưng mà có một cái đặc điểm ở Sài Gòn mình là sau khi lô cốt dựng lên á, là từ cái con đường trơn láng nó thành cái con đường ghẹ lở tùm lum hết, xấu lắm anh chị. Đồ họ đắp họ bồi vô tùm lum, ổ gà ổ voi. Con đường này như thế này là đỡ rồi đó. Người ta hơi táo tàu rồi đó. Cứ như thế không biết là ai sẽ chịu trách nhiệm những cái con đường xấu quá xù xì. Ở đây thì phía trước vẫn còn một cái lô cốt. Bên phải là con đường hiện tại anh chị đi về phố Thời Trang. Đi về cái phố thuốc bắc của chợ lớn này, cái lô cốt to lắm anh chị thấy không, chặn ở đây biết bao nhiêu năm. Em nói hơi quá một tí chứ thật ra thì nó cũng cả năm trời thôi. Về chợ lớn á, nghe cái mùi thuốc bắc tự nhiên nhớ một cái tuổi thơ ngày xưa mà đám trẻ trong làng em hay đi nhổ cỏ rắn với lại cây chó đẻ anh chị. Không biết là cây chó đẻ đó người ta gọi là tên gì khác không, nhưng mà ở quê em gọi là cây chó đẻ. Và đi nhổ cỏ rắn và cây chó đẻ về phơi khô xong cái bán cho cái một cái bà bác ở trong làng đó. Bác hay mua mấy cái cây đó rồi bác đi bắt bán lại, bán cho mấy tiệm thuốc. Mà những cái cỏ rắn rồi đó nó nhẹ lắm anh chị, tươi á, xong mình nhổ về mình phải phơi khô một ký, nhiều khi chắc cả bao. Rất là to, nhưng mà cũng may là bà cái mấy lạng bà cũng mua, thế là cứ đi làm là cứ nhổ nó về phơi góp lại bán cũng vui lắm, có tiền ăn kẹo anh chị. Sau một hồi huyên thuyên thì bây giờ tới đường Hồng Bàng rồi. Hồng Bàng bên kia là Bảo Sanh Viện Hùng Vương anh chị ha, rồi cái trường Hồng Bàng thì bên mé tay trái của em đây nè. Đó, thôi cũng trưa rồi. Bây giờ chắc cũng gần 12 giờ trưa đó anh chị, 12 giờ trưa chợ lớn đây, 12 giờ kém 15 phút rồi. Hướng này thì chúng ta đi ngang con đường Lý Thường Kiệt bên trái, bên phải là Phù Động Thiên Vương chạy về chợ xã Tây. Bên trái đường Lý Thường Kiệt có tên là đường Thoại Ngọc Hầu, đường Nguyễn Văn Thoại năm xưa, để chạy về hướng của ngã tư Bảy Hiền. Và em đang đi ngang khu vực trường Đại học Y Dược ngày hôm nay, năm xưa là trường Y Khoa. Sát bên thì có bệnh viện ha anh chị ha, bệnh viện Đại học Y Dược. Con đường này thì cái đoạn này thường lúc nào nó cũng nhộn nhịp, bởi vì tập trung rất là nhiều bệnh viện. Đó, Bảo Sanh Viện Hùng Vương nè, rồi bệnh viện Phạm Ngọc Thạch nè, bệnh viện Đại học Y Dược nè. Xuống dưới kia có bệnh viện Nguyễn Tri Phương, truyền máu huyết học ở đây. Rất là nhiều. Con đường này là con đường Tạng Đà. Bên phải thì anh chị đi về xóm chị anh chị ha. Và chắc là ngay cái bệnh viện Đại học Y Dược này đây, em cũng xin được tạm dừng cái clip trong buổi sáng ngày hôm nay đi dạo khu vực chợ lớn, gửi đến cô bác anh chị một vài cái hình ảnh như vậy. Hy vọng cô bác anh chị có những cái giây phút dạo phố thật là thú vị, đặc biệt là cập nhật một vài cái hình ảnh của cái mùa trung thu đang rục rịch về ở chợ lớn. Chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, tốt lành và thật nhiều sức khỏe. Em xin tạm dừng cái clip ở đây và hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Bye bye. Hee hee hee.